Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Hôm nay mình sẽ cùng với anh em ép thử Hero Sụt, một trong những nguyên liệu cần thiết để chế tạo đồ thần level 400. Thì làm sao để có thể chế tạo Hero Sụt? Thì mình sẽ cùng với anh em bắt đầu ngay bây giờ. Thì trước tiên là anh em phải có các dòng đồ thần cấp cao, các set thần cấp cao. Ví dụ như là đồ của BM như rồng đỏ này, đồ của Đắc Lóc này, đồ của Sụt này. Nói chung tất cả các set đồ thân level cao cấp thì đều có thể ép được Hero Sụt. Và muốn ép được Hero Sụt thì anh em phải ép đồ thân lên cộng 11. Và hôm nay mình sẽ cùng với anh em thử ép để xem mình có thể chế tạo được bao nhiêu Hero Sụt. Thì để làm nguyên liệu mình đã mang hẳn một set thân của Rune Witcher và một set thân của DQ của Sụt. Và để chế tạo được Hero Sụt thì anh em phải ép đồ thân lên cộng 11 cái đã. Chúng ta cùng bắt đầu đi chế tạo thôi. Và mình để xem mình sẽ úp được bao nhiêu món đồ thân lên cộng 11. Bắt đầu với set Đắc Lọc và một cái bùa may mắn để tăng tỷ lệ lên 60%. Một, khi nào có bình nhảy hai cái là mình sẽ bấm nhanh em. Hai, đây đã thành công. Oh yeah. Tiếp nào, đã có 10 rồi nhanh em. Tiếp nào. 1. Yes, cộng 11. Easy anh em ơi. Để thử xem món đầu tiên của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải đập cộng 11 và 16 ốp. Mình sẽ đập lên 16 ốp. Cộng 4 này. Mất rồi. Cộng 4. Cộng 8. Cộng 12 rồi. 16 rồi ơi, mất rồi. 4 8 12 mất rồi. 4 4 8 lại mất. Còn 4 này lại mất nữa. Không thể còn 16 hay sao? 8 12 16, yes. Thì để chế tạo được Hero Sụt thì sau khi anh em đã có được đồ thân cộng 11, anh em đến với trao vô binh, chọn Regular Conversion và đưa cái đồ anh em muốn ép vào. Đây, tỷ lệ thành công tạo ra Hero Sụt là 80% và anh em chỉ nhận Conversion. Được không đây? Nhảy hai cái là mình sẽ bấm này. Nào nào, 1 2 Yes, chúng ta đã có Hero Sụt. Oh yes, oh my god. Đây là nguyên liệu để khi anh em úp set thân 400 nha anh em. Rồi, đã được một cái đầu tiên. Tiếp tục, chúng ta sẽ cộng đồ thân lên 11 nào. Set Edit, cái áo. Nhảy hai lần là mình sẽ bấm nha anh em. 1 2 Đấy, cộng 10. 1 Mình sẽ bỏ vừa may mắn vào nha anh em. 1 2 Mất rồi. Tiếp tục, chúng ta đến với món tiếp theo. Cái mũ. 1 Thành công. Có vẻ như không cần để bùa lúc thì nó may mắn hơn đây nha em ạ. Bỏ lúc vào thì nó sẽ mất cái đồ may mắn. Yes, cộng 11. Tiếp tục, chúng ta sẽ úp được Hero Sụt. Yeah, 80%. Múc 2 món. Oh yeah. Tiếp tục nha anh em. Hôm nay là một ngày may mắn của mình rồi. Cái chân nào. 1 2 Trời ơi, mất luôn. Tiếp tục với cái quần. Nào nào, nhảy hai cái đi nào. 1 này. Lên. Đấy, lên rồi. Chúng ta phải đợi nhảy hai cái tiếp. Nào, nhảy hai cái đi nào. 1 Rồi, mới một cái thôi. 1 Lên. Đấy, lại lên rồi. Cộng 11. Tiếp tục, chúng ta chọn trao cô binh Completion và đưa đồ vào 80% nha anh em, tỷ lệ thành công là 80%. 1 Vẫn đợi cô binh tung lên 2 lần. 1 1 Đọc 2 lần đi. 1 Vẫn là 1 lần. 1 Đâu, sao 1 lần hoài vậy? 2 lần. Yes. Oh yeah, hôm nay kiếm lời rồi anh em ơi. Tiếp tục nào.
chúng ta sẽ cộng độ thân lên 11 để với cái áo. Yes, thành công. Cộng 10 rồi nha anh em. Nào, tung hai lần đi. Mình sẽ chế tạo hero sụt để upset thân 400 của Summoner nha anh em. Đây, trời ơi mất rồi. Tiếp nào, cái áo. Đâu, phải đợi gấu binh tung cái viên ngọc này lên hai lần anh em ạ. Cho nó một cái bùa đi. 1. Tỷ lệ thành công là 60% nha anh em. Không là mất luôn đấy. Này mình sẽ chơi lớn. Mang cả set đồ đi đập. Đấy, cộng 10 rồi. Nào. 1. Nào, tiếp nào. 1. Vẫn là 1. Cố lên. 2 lần đi. 1. 2. Đấy. Chỉ cần 2 lần anh em ạ. Phải đợi 2 lần nha anh em. Đây, cộng 11. Đấy, để vào. Đấy, tung 2 lần đi nào. 1. 2 lần đi. Lên. Đấy, easy. Tiền về anh em ơi. Tiền về. Tiếp nào. Nào. 1. 1. Đâu sao 1 hoài vậy? 2 lần. Đấy, cộng 10 rồi. Anh em thấy không? Chỉ cần tung 2 lần, cái mèo là phải tung 2 lần. 1. 2. Đâu mất rồi. Đờ mời go big. Nào, tiếp nào. Tung 2 lần đi. Nào, cần gì phải chờ đợi. 1. Lên. Úi, thôi, bỏ vào cái bùa một bùa may mắn nhé. Để lên 60%. Nào. 1. 1. Lên. Trời ơi, mất rồi. Tiếp. Còn 4 món nữa anh em ạ. 1. 2 này. Trời ơi, sao xui dữ vậy? Lại nào. Cái tay đắc lòng. Nào, tung 2 lần đi nào. 1. Tung 2 lần đi nào. Lên. 1. Sao 1 hoài vậy? Lên 2 đi chứ. Đấy, đừng quay địch lại cho thông rồi đấy. Thông em đi cô Bình. Trời ơi. Lại mất nữa rồi. Sạt nghiệp rồi anh em ơi. 4 món vẫn là giàu anh em ạ. 4 hero sụt này là vẫn là lời đấy. Đủ một set đồ rồi đấy. 2 phạt này. Phạt này mình cho nó 1 lúc luôn. Lên được 60% luôn. 1. Ngân gì mà phải ngại. Trời ơi. Cái đấy nhỉ. Con mình quay. Lên. Đấu mất luôn. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dù sao thì cũng chỉ tạo được 4 món. Này mình chỉ tạo là 1, 2, 3 này, 4, 5 này, 6 này. Với bên này 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 với bên này 5 nữa là 13 món. 13 món mình ép được 4 cái hero sụt. Tỷ lệ như vậy là vẫn được anh em ạ. Vì mình phải ép đồ thân lên cộng 11. Anh em lưu ý, những set đồ thấp sẽ không ép ra được hero sụt. Mình ví dụ cho anh em luôn. Đây, mình có một cái Rave mình lỡ úp lên cộng 11, cũng như là úp 16 defense, nhưng mà không thể chế tạo được hero sụt. Thì cái này chắc là mình sẽ chế tạo sói. Mình sẽ dùng để chế tạo sói. Đây, nó cần cái gì? Một mảnh sói này. Cái này dùng để chế tạo sói vàng nhé. Sói vàng hoặc sói đen. Thì trên đây là video của mình cùng với anh em thử chế tạo hero sụt, một trong những cái nguyên liệu mà rất là cần thiết khi mà anh em muốn úp đồ thân level 400. Thì hy vọng anh em xem video này có thể giúp ích được cho anh em cách úp hero sụt được may mắn hơn. Chúc anh em may mắn trong việc úp hero sụt và có được set thân 400 sớm nhất cho riêng mình.
Nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên để lại like cũng như là đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em.